Chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử nha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa là một cái âm ly karaoke gia đình đó các bạn, hiệu Erang BA203XG ha. Đó. Thì hiện tượng của nó là thứ nhất là nó không đóng rà le các bạn. Thứ hai nữa là nó mình kiểm tra sơ bộ thì mình thấy là nó ra DC ở ngoài mạch công suất của mình luôn ha. Đó, bây giờ mình sẽ cắm nguồn lên đây chờ nhưng không đóng ra le. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ tháo ra để mình kiểm tra xem cái bên trong nó bị hư cái gì. Đây là cái phần bên trong của nó nè. Đó, toàn bộ ha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn vô quạt chạy nè, rờ le nè, phần rờ le bên đây nó không đóng các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tháo nó ra luôn, mình tháo mình kiểm tra cái mạch công suất của mình ha. Đây thì trước khi mình kiểm tra thì các bạn bạn đo kiểm tra xem cái đường DC của mạch ra lo của mình nè, dặn qua thang DC nữa các bạn. Đó, một que thì các bạn cặp vô mát lo nè, còn một que thì mình sẽ đo vô cái cuộn dây này các bạn. Ngay đây có cuộn dây nè, đó các bạn đo xem nó lên DC nè, thì có DC khoảng 1 V ha, nó chứ không không nhảy ra le đâu. Đó, còn nếu như mà mình câu lo thẳng qua cái đường đó luôn đó, thì cái công suất nó sẽ ra như vậy. Đó, công suất nó sẽ ra như vậy nữa các bạn, nó sẽ làm cho cái lo của mình nó phình, nó hù lên. Đó, nó phịch cái lo lên luôn đó. Đó, hai bên luôn nè. Đó, rồi thì sau khi mình kiểm tra như vậy mình biết nó ra DC rồi là nó sẽ không có đóng cái rà le của mình. Tiếp theo các bạn tháo cái mạch công suất này ra để mình kiểm tra xem có nó chạm phần nào ha. Sau khi mình đã tháo cái mặt vào trước ra nữa các bạn, đó, mình để ngay ngắn lại. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên. Thì đây cái phần mát nè, mình sẽ cấp vào trong cái phần này. Đây. Đó, rồi le của mình có nguồn nè. Hai bên nó giống hệt, có nghĩa là cái nguồn nó thông từ cái nguồn ban đầu vô, nó qua cuộn dây thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dò tiếp ha. Mình dò tiếp coi cái đường mà nó lấy tín hiệu từ lo nè, nó sẽ đưa về cái rờ le là chỗ nào, mình cách ly nó ra xem cái rờ le nó tự đóng được hay không để mình loại trừ cái rờ le nó hư các bạn. Đó thì ở đây nè, cuộn dây nè đi qua nè, đây qua đây trở nè, nó đây vòng qua đây lần trở, tiếp theo nó sẽ vòng qua đây, vòng qua đây, từ đây nó đưa ra dòng ở đây thôi, nó không có cái đường tín hiệu nào mà lấy về để ngắt cho bảo vệ. Đây hai cái đường nhỏ xíu nữa các bạn, hai cái đường nhỏ xíu đây đưa xuống đây, dòng ở đây qua con này tới đây, nó không có nguồn gì hết. Đây, có đây nó có 1 V nè. Đó, ngay cái đường nhỏ xíu này. Bây giờ các bạn cách ly cái cuộn dây ra ha. Rút điện đi. Này, từ cái đường nhỏ xíu từ đây nè. Từ ở đây qua cuộn dây nó có cái đường nhỏ nè. Còn đây qua cuộn dây nó có cái đường nhỏ, nó vòng ra đây nè. Đó, vòng ra đây. Nó đưa chung vô đây luôn. Chung vô đây thì nó sẽ đưa tới đây. Rồi nó qua cái này. Tới đây. Dòng là đây. Đây cái bộ phận này là cái phần giống như là nó cảm biến cái dòng điện rò ra để nó ngắt rà le các bạn. Mình sẽ cách ly nó ra. Đây, các bạn cách ly một bên này ra. Thì cái mạch rà le này nó hơi bị phức tạp chút xíu ha, nhưng mà ở đây mình thấy là có dấu hút chân cái con trăng to này ra nè. Mình không biết con đó là nó còn sống hay nó chết, mình sẽ đo nó lại các bạn.
nó bình thường ha, con này còn sống mà. Không biết sao bị hút ra, có thể là do thời trước á, rờ le không đóng, người ta hút trống ra cho rờ le nó đóng trực tiếp luôn. Nó hát thời gian thì nó mới hư vậy đó các bạn. Rồi sau khi mình hút cái này trống ra, mình hàn con này lại. Bây giờ mình sẽ mở lên mình xem coi rờ le của mình nó có đóng hay không. Rờ le không đóng nè. Đó, sau khi mình hút cái hai cái đường bảo vệ ra thì mình đo bên đây là DC nó ra cao các bạn. Còn bên đây DC ra thấp nè. Đó, mình xác định được cái kênh bên đây nó bị chập nhiều hơn nè. Đó, kênh bên đây thì dòng lại đây. Lại đây. Thì nó đi vô phần này là kênh bên đây ha. Đó, đây. Đó, nó đi lên tới đây nè. Xong nó sẽ qua đây, nó dồn lại đây để nó đưa về cái mạch này, nó cảm biến cái DC ra để nó ngắt, nó không cho máy mình chạy đó. Rồi tiếp theo mình sẽ chặn qua bên AC nè. Mình đo tín hiệu bên phần này nè, là bên đây hát nè các bạn. Nè bên đây không sao nè. Có nghĩa là nó không còn ra cao nữa, còn bên đây còn ra cao nè. Đó. Hồi nãy là nó ra rất là cao ha. Rồi tiếp theo mình sẽ kiểm tra tiếp cái phần AC ra lo của cái kênh mà nó ra thấp nè. Điểm không không ra luôn mà. Đó, mình điểm cái phần mà cầu chữ U á, nó không ra tín hiệu luôn, có nghĩa là mạch công suất này nó cũng chập luôn rồi. Bên đây thì nó ra cao, nó ra khoảng 15 16 V. Bên đây thì nó không ra. Chặn qua DC nè. C là khoảng vân rưỡi, vân rưỡi, vân chín. Nói chung là bên nào cũng chập, mà bên chập nhiều. Rồi thì sau khi mình kiểm tra được tới đây rồi, mình xác định được bên đây hư rồi qua, thì mình sẽ tháo công suất ra. À, các bạn tháo công suất ra, mình sửa chừng nào mà nó hết, nó không còn vân DC ra lo nữa rồi mình mới gắn công suất lại. Nhiều khi cái này nó không phải là nó do nó chạm công suất nữa, nó chết linh kiện ở trên đây, nó cũng có cái hiện tượng như vậy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái phần công suất này ra ha. Đây. Đó, mình đã hút ra được rồi nè. Sau khi các bạn hút ra xong á, mình sẽ đo là từng con ha, coi coi nó chập bên nào. Thì ở bên đây hồi nãy là DC nó ra nhiều nè. Đó, bây giờ mình sẽ đo bên đây. Con B nữa các bạn. Đo ra rõ nè, không có ha. Đảo chiều lên nè. Nó không hư nè. Đảo chiều lên nè. Ok ha, không hư luôn. Tiếp theo tới con D nè. Đó. Không hư nè, cái thân chiều lên nè. Lên nè, lên nè. Mảng gì? Lên luôn. Đảo chiều lại không hư. Con B nè. Đảo chiều nè. Đó. Đó, ok. Tất cả các cái con công suất của mình là không có con nào bị hư hết. Rồi bây giờ cuối cùng là mình chỉ việc là mình kiểm tra những cái phần công suất ở trên đây thôi. Thì sau khi các bạn hút ra rồi, mình xem lại mấy cái chân mình hút nè, nó có bị dính không? Thì mấy cái này nó thường nó bị dính đó các bạn. Đó, mình kiểm tra ha, mình kiểm tra sơ lại một cái,
Nếu như không bị dính thì mình sẽ tiến hành cắm điện vô để mình mở lên kiểm tra. Đó, trên đây có bị dính nè, đó. Mình sẽ vuốt những chân này cho nó sạch chì đi, nó không còn dính. Rồi, sau khi xác định được mấy cái phần này nó không có bị dính chân nè, thì mình sẽ mở lên, mình kiểm tra tiếp. Ở đây có những cái cặp trang xe to thúc nè, hai cặp nè. Ở đây, đây cũng có hai cặp nữa nè. Nó những cái phần quan trọng đó thì mình sẽ kiểm tra trước ha. Bây giờ mình sẽ lót cái mạch này như vậy để cho cây quạt ở dưới nó chạy bình thường các bạn, nếu không là nó sẽ kẹt cái cánh nó cháy cái quạt ha. Rồi tiếp theo mình sẽ mở nguồn lên. Mở nguồn lên xong các bạn dặn về thang DC nè. Mình sẽ đo cái đường ao ra nè. Đó. Không có con công suất thì ao nó không có DC ra lo nữa các bạn. Đó. Tiếp theo mình sẽ dẫn về cái thang AC nè. Không có luôn nè. Đó, không có luôn. Rồi, dẫn về thang DC đo UBE nè. Bạn đo UBE không có nè. Bên đây có nè. Có chút xíu à. Đó, UBE của mấy con này không có các bạn. Tiếp theo các bạn đo UBE của mấy con trang xe to thúc nhỏ nè. Cũng không có luôn. Con này có nè. Con này không có luôn. Con này có. Con này có, con có còn không. Rồi bây giờ mình sẽ tắt điện đi, mình sẽ dò, mình đo nguội các bạn. Rút cái quạt ra luôn đi. Còn cái cọng dây đỏ này mình rút ra luôn. Dây này nó kết nối lên cái đèn ngoài trước nè. Một đèn, hai đèn ngoài trước nè. Mở ra luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ dây dinh cái mạch này lại. Đó, sau khi mà mình dò, mình kiểm tra các kiểu á, thì mình mới xác định được cái bên công suất nó bị chạm nè các bạn. Là nó bị hư con trang xe to. Đây, nó hư một con trang to nhỏ nằm đây nè. Đó, nằm đây. Con này là con A42 các bạn. Con này nó bị rỉ cho nên nó ra DC ở bên đây nè, nó ít nè. Đó. Nó rút ra là nhiều, rút ra ít là cái con này các bạn. Đó, là cái đây là cái phần của bên công suất. Nó hết DC ra lo. Tiếp theo là cái phần rờ le các bạn. Rờ le nó không đóng. Nó không đóng thì mình dò. Đó, mình dò từ mấy con trang to rờ le mình nè. Đó. Dò mấy con trang to rờ le của mình. Dò ngược lại. Thì ở đây mình mới xác định được là cái nguồn nó chia ra một nhánh nữa các bạn. Đây, qua hai diode nè. Đó, qua hai con diode nó đưa qua đây. Nó đưa qua cái con điện trở nữa các bạn. Đó, điện trở sau đó nó đưa lên đây. Đưa lên đây. Nó dòng lại đây. Nó được kìm áp bởi con Zener nè các bạn. Con Zener này khoảng 15V ha. Đó. Thì từ con Zener này nó sẽ có một cái đường áp nữa, nó đưa tới đây, nó dòng ra đây, nó lên đây, rồi nó đưa lại đây, tới chân giữa là chân C của cái con trang xe to mà mình nói là nguyên cái bộ của cái thằng rè le của mình đó. Đó, nó cái con này nó bị hút chân ra hồi nãy, lúc đầu hút cho rè le nó chạy trực tiếp luôn á, nó không ngắt. Đó, thì đó, bây giờ mình sẽ lật mặt trên. Đây, đây là cái con trang xe to ống áp mình thay vô nè các bạn. Đó, còn ở đây là con trang xe to mình đã thay vô nè. Còn ở đây là cái con diode thường thôi. Ở đây là con diode thường thôi, nó ghim giống như là nó phân cộng trừ vậy đó.
đó, đi ót thường thôi nó cũng chết luôn các bạn. Thì đây là cái con Zinner nó nằm đây, còn ở đây là con đi ót thường nữa bạn, nó nằm đây đó. Rồi đơn giản vậy thôi, bây giờ mình sẽ test các bạn, test kiểm tra. Thì nói chung là cái mạch này do nó dò nó lâu các bạn, cho nên là mình đã cắt bỏ cái phần mà mình dò đó, mình mới cắt cái bỏ cái khúc đó để mình làm mấy cái khúc này cho nó ngắn á, cho các bạn dễ dễ hiểu hơn thôi. Nếu dài quá thì mình cũng chán, mình không có muốn xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ đo đó, các bạn dặn cái thang đo 50V nè đó, các bạn đo cái thằng rờ le của mình. Thì rờ le thường thường á nó chạy các bạn, nó chỉ cấp nguồn có một chân thôi đó, cấp nguồn một chân, còn một đường điện áp âm á nó đưa về để nó ngắt cái chân này, nó cấp điện áp âm cho nó nè các bạn. Nó cấp cái điện áp âm vô đây để cho cái rờ le của mình nó hoạt động thôi. Bây giờ mình sẽ mở nguồn lên, bạn dặn thôi, dặn thang đo ôm nè, để mình đo hai cái mặt cái vít của cái phần công suất nè, mình đo xem rờ le nó đóng các bạn đó. Để cắm nguồn vô nè, đó rờ le đóng nè, rút ra nè đó, cắm vô đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ đo tới cái nguồn mà nó cấp cho cái thằng rờ le của mình đó các bạn. Đây chân mát nè, ở đây cái chân ổn áp mà nó ổn áp ra cái mức nguồn nè, cắm vô nè, nó khoảng 13V nữa các bạn. Đó, xong rồi nó cái đường nguồn mà nó chia ra, nó lấy nguồn để nó cấp cho cái mạch của mình là khoảng 15V nè. Đó. Rồi dẫn cái thang nhỏ xuống, mình mới đo tới cái con trăng to chân giữa nó nè. Đó, thì lúc này con trăng to nó có cái nguồn cấp rồi, nó mới ngắt cho rờ le của mình ha. Rồi tiếp theo là cái phần DC ra lo nè. Thì rờ le nó đóng có nghĩa là DC nó không còn nữa, rờ le nó mới đóng các bạn. Nè, ghim vô nè. Đó, không có DC nè. Đó. Không còn DC. Thì cái mạch công suất của mình kiểm tra đầu tiên á, các bạn thấy là nó không có chết mấy cái con công suất của mình đó, thì mình sẽ dò những con linh kiện bên trong này, nó hư trang thì to hoặc là diode thôi. Đó, đơn giản là chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ cuối cùng thì các bạn sẽ sẵn mình tháo ra rồi thì mình sửa cái ổ này luôn các bạn. Nó bị cong nè. Đó. Nó cong vô nè. Mình sẽ hút ra hết để mình sửa cho nó ngay lại, để nó lắp vô coi cho nó đẹp ha. Như mấy cái chân của cái trạm lo mình nè. Này nó bị tróc lên nè. Đó. Mình cũng sẽ cố định và làm lại cho nó coi cho nó đẹp đấy các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hút cái phần này ra, rồi mình sửa lại xong mình ráp hoàn chỉnh lại, rồi mình thử âm thanh cho các bạn xem thử ha. Mấy cái phần này thì nó hơi lâu cho nên mình sẽ làm rồi mình cắt bỏ những cái phần này các bạn. Đó, sau khi mình đã lắp ráp lại xong rồi các bạn. Đây ngon lành nè. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra. Đầu tiên là các bạn đo DC xem có nó có ra lo hay không ha. Dẫn thang 10V DC nè. Một tay mình chọc vô trong cái cổng loa, còn một tay thì các bạn mở nguồn lên. Đó, quạt chạy, rồi le đóng nè. Đó, không có DC ra lo nữa các bạn. Hai kênh ha. Rồi bây giờ mình sẽ cấp tín hiệu vô các bạn. Đây bây giờ mình sẽ cấp tín hiệu vô nè. Rồi, còn đây là phần loa. Đó. Dây trừ nè, cắm vô trừ nè. Cộng nè, cắm vô cộng nè. Rồi. Mở máy lên, dặn lớn lên ha. Đó, rồi, mở nhạc lên. Dặn lớn lên nè. Đó, chuyển qua cổng bên đây ha.
đó. Đổi qua đây nè. Và bắn khác nè. Bây giờ mình sẽ chuyển ra ngoài trước nữa mà. Thì cuối cùng là mình chỉ việc lắp ráp lại rồi mình hát thử thôi các bạn. Thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách sửa lại một cái amply karaoke gia đình thôi. Nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha.